một chương trình vô cùng tuyệt vời kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống bếp Xuân Tuân. Điều đầu tiên thì Tuân xin chân thành cảm ơn ban lãnh đạo thị trấn Trúc Sơn, ban lãnh đạo của Hội Doanh nghiệp Kinh doanh Bếp và Gia dụng Việt Nam, Hội Ga Việt và toàn thể những người thân yêu của Tuân, gia đình bên nội, gia đình bên ngoại, quý khách hàng, những bạn bè thân thiết, đặc biệt là những quý khách hàng đã tham dự chương trình kỷ niệm 10 năm thành lập hệ thống Bếp Xuân Tuân vừa rồi tổ chức tại Bếp Xuân Tuân, đối diện Bưu điện huyện Chương Mỹ. Và lời đầu tiên cảm ơn thì tôi Tuân xin được đọc những lãng hoa, những phần quà của tất cả mọi người lên nhá. Hãy cùng đi theo Tuân. Ok. Wow, đầu tiên thì xin chân thành cảm ơn anh Bùi Đức Mậu, trưởng công an thị trấn Trúc Sơn và toàn thể ban lãnh đạo của thị trấn Trúc Sơn. Rồi, điều thứ hai là cảm ơn công ty C-Mercy, cảm ơn anh Quân. Rồi, những lời cảm ơn tiếp theo nhá. Cảm ơn tập đoàn Kangaroo, rồi cảm ơn FC Đam Mê, cảm ơn anh Hoàng Tân Hoàng Minh, cảm ơn anh em đội bóng FC Bếp Xuân Tuân, cảm ơn công ty cổ phần Kakerler Việt Nam. Ok, cảm ơn công ty DBA. Và lời cảm ơn tiếp theo là công ty WMS. Rồi, có chỗ anh Nhã. Tiếp theo nữa thì xin chân thành cảm ơn anh Hậu, anh Nĩnh, bạn Phong, em Lịch, em Hai. Rồi, cảm ơn tiếp theo là công ty cổ phần Latilo Việt Nam. Cảm ơn tiếp theo thì công ty cổ phần Vua Việt Nam. Cảm ơn Võ Đường Gia Lam. Cảm ơn chú Lam và cháu Danh Tùng. Cảm ơn tiếp theo. Và đây chúng ta sẽ cùng đi tiếp theo nhá, để làm sao có những lời cảm ơn tuyệt vời nhất. Tuyệt vời, quá lãng lượng luôn. Cảm ơn Hội Ga Việt. Rồi, cảm ơn Hội Ga Việt. Cảm ơn shop Hàng Đức. Cảm ơn shop Hàng Đức. Cảm ơn Điện Máy Hân Chí. Cảm ơn Nhà hàng Hoàng Anh. Ok. Và cảm ơn công ty Ý Đốt Thăng Long. Cảm ơn cả công ty Hồng Hà nữa nhá. Mình bỏ. Cảm ơn bạn Nực. Rồi, cảm ơn công ty bếp từ Kitin. Cảm ơn một ai đó yêu thương chúc mừng Tuân 15 thành lập. Cảm ơn công ty cổ phần thiết bị nhà bếp Malacca. Cảm ơn em Mạnh Ngân nhá. Cảm ơn cháu Hoàng Vũ. Cảm ơn một người nào đó yêu Tuân, một ai nấp yêu Tuân thế này. Cảm ơn công ty Lội Thất Việt. Cảm ơn anh Tiến ở Trúc Sơn. Cảm ơn bạn Bắc Hương. Cảm ơn sân bóng đá. Cảm ơn bạn Lâm sửa đồ điện. Cảm ơn cửa hàng An Du. Và cảm ơn rất nhiều những phần quà, những cái lãng hoa, những cái điều tuyệt vời mà rất nhiều anh chị em bạn bè đã gửi tặng đến Tuân. Đây, cảm ơn anh Chủ tịch Minh Tuấn đã tặng một cái gọi là thuận buồm xuôi gió này, vô cùng tuyệt vời. Rồi, Tuân thì chia sẻ là năm nay đã kinh doanh 10 năm rồi. Một chương trình siêu to, siêu khổng lồ vừa rồi của Tuân, phải nói là một chương trình rất ý nghĩa. Phải nói là dành tặng với bao nhiêu kỷ niệm, bao nhiêu cái sự khao khát, bao nhiêu những cái điều tuyệt vời của tất cả các nhà tài trợ tuyệt vời đến với Tuân. Thì Tuân xin một lần nữa dùng bằng trái tim mình cảm tạ toàn thể khách hàng, cảm tạ toàn thể ban lãnh đạo thị trấn, cảm tạ toàn thể những nhà tài trợ tuyệt vời, những người thân yêu của Tuân, những người bạn bè thân thiết của Tuân đã hỗ trợ Tuân chương trình vừa qua. Tuân rất là biết ơn. Xin chào, cảm ơn mọi người rất là nhiều.